Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay tôi thử cái loại Sony này nhé, hãng Sony, TV Sony này. Đấy. Thì cái model của nó đây nhé, tôi quay lại cho thoát cái đó. Model KLV 40EX 430 nhé. Hiện tượng của nó thì cứ lên để tắt, lên để tắt. Đấy, 40 in. Đấy. Để tôi quay lại thấy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lật ngược màn hình lại nhé, bảng của nó xem như thế nào nhé. Bạn lên là thấy chỉ tín hiệu lên nhé, nó lên xíu nó tắt, lên xíu nó tắt. Con nào để tôi bật sang chế độ ấy nhá, chế độ tivi nhá. Đấy, chế độ tivi nhá. Đấy các bạn thấy đó. Giảm tiếng cái này nhé. Để đỡ nó thôi xì xì. Đấy, nó chạy lúc đầu nó chạy lâu tắt hơn nhé, sau nó lại mau tắt nhé. Đấy, tôi để thấy các bạn xem nhé, để cho biết hiện tượng bệnh của nó. Đây rồi. Đấy, nó tắt rồi đấy. Đấy, nó lên từ Sony. Đấy, nó lại lên. Đấy, tắt cứ lên như vậy. Đấy, nó lên Sony. Bởi vì tôi không quay tín hiệu lên các bạn nhé, tín hiệu lên vi phạm bản quyền, cho nên chúng tôi không muốn quay lên. Bởi vì bật cái này đang lại bật video lên, nhưng mà thôi, chúng tôi để thế để các bạn biết. Nó cứ tắt lên như vậy liên tục. Nói chung là nó cứ buổi đấy, càng ngày càng nóng lên hồ nó lại càng tắt. Đấy là hiện từ Sony và bắt đầu là chạy. Thôi nha, tôi thể lật ra để ở đằng sau để tôi sửa chữa nhé. Tôi rút nguồn nhé. Ồ. Ta rút ra bắt khẩu lên nhé. Hàng này thì nó như thế này, các bộ phận của nó thì đây, đầu model, còn mảng của nó ở đây. Tôi quay đoạn này nhé, đây là đường led của nó nhé, ba đường led. Thì bây giờ tôi sẽ cầm điện. Đây bảng của nó thì ở đây các bạn này. Bốn đường, ba đường, bốn đường này này. Bốn đường, bốn cái đường này này. Của cái lên led này. Nó bị chập trong led. Nói chung không phải chập ở trong led mà chập, nói chung ở trong con IC này có các cái lệnh ra, nhưng mà nó bị mất lệnh hoặc này khác.
Nói chung cái này các bạn thay led cũng không được đâu. Nói chung các bạn phải làm như thế này thì mới bền, có thể chạy vô tư được nhé. Đây bốn dây này, 1 2 3 4 này, 4 màu dây này, chạy vào con IC này này, nó có các cái điểm đây này, 1 điểm này, 2 điểm này, 3 điểm và 4 điểm, chúng ta đấu tắt lại với nhau. Thì để trước tiên thì chúng ta sẽ tiến hành chạy thử xem thử như thế nào có đã. Đây nhá, cái khe này nhá, khe trắng nhá, để các bạn quý vị theo dõi nhé. Tôi cắm điện vào nhé, điện ở dưới cắm cho nhỉ. Đây các bạn thấy trắng đây chưa, khe trắng này, đây là đèn led chạy đây. Đấy, cái đó thôi, đây rất nóng các bạn này, con IC này rất nóng, để tôi giảm hết tiếng này, nghe tiếng sôi của con IC này nhá. Đây các bạn nghe, ghé tai mới nghe tiếng sôi xì xì ở trong này, đoạn này này. Con này rất nóng này, nóng có thể mò được này, càng ngày càng nóng, nóng từng nào nó tắt cái này bấy nhiêu nhá, nó nóng từng nào nó sẽ tắt. Cho đây kết nối thì chúng ta lấy một cái dây như thế này, này. Chúng ta cắt ra. Đấy. Chúng ta tiến hành lấy một sợi thôi. Đấy nó siêu đấy, nghe con im lặng. Nó siêu đấy, các bạn nghe siêu không? Đấy nó chuẩn bị tắt đấy, nó nóng lắm rồi đấy. Đấy tắt rồi. Đây bật lên tiếp. Đấy, đây sáng lên này. Đây như vậy tôi rút nguồn nhé. Đây cá được à? Đây nha, cách đấu, đây cách đấu nhé. Giờ tôi sẽ quay, tôi đấu từ dưới lên này, hay đấu trên xuống, đấu trên xuống nha, các bạn tiện theo dõi nhé. Đây nha, các bạn đấu đầu tiên, mũi đầu tiên này. Có nhỉ. Đấy, trong mũi này. Đấy, 4 mũi nhé. Trong mũi này. Đấy, xong mũi ở bên này. Để các bạn để lấy cuộn tiếp đi ạ. Tôi vào đi tiếp này. Đấy, chúng ta đấu như vậy nhá. Đấy, 4 mũi đấy nhá. Đấy. Thường nó thôi mà nó rít ở đây các bạn nhé, thường thường nó bị ở trong con IC chứ nó không phải là bị ở trong màng led, cho nên nó bị nóng lên và rít, nguyên nhân của nó là như vậy. Chúng ta tiến hành gặm thử nhé. Đấy thấy sáng các bạn nhé, không tắt nữa được nhé, sáng lấy khe này nhé, khoảng vài phút nó không tắt nữa là ok. Đấy của nó đấu ở đây các bạn xem nhé, chúng tôi đấu đây, từ đây từ chỗ này sang đây, sang đây và sang đây. Đấy
Hiện tượng của cái này thì chúng ta nên là thường thường con này nóng, nhưng bây giờ thì nó sẽ đấu lại như thế này thì nó không nóng rồi này, nhưng nó vẫn nóng con này, bởi vì cái bài này nó lại nóng úa lên, là do trường hợp của nó bị úa như vậy do nóng của con IC này tỏa ra. Vì làm việc cho led cho nên điện áp cũng khá cao và các cái dòng khá lớn cho nên nó bị nóng như vậy. Đấy, công tắc này các bạn nhé. Tôi sẽ lật lên các bạn xem. Đấy nha. Các bạn thấy nhá, nó chạy vô tư rồi nhá. Không hề tắt này nhá. Nhãn hiệu Paravia nhá. Thôi, thế là được thôi. À, bài này bởi vì tôi đã gặp nhiều rồi nên các bạn thông cảm. Đây là ok rồi. Thôi à, cảm ơn quý vị các bạn đón xem, nhớ nút like và subscribe nhé. Xin chào quý vị các bạn nhé.